Khóc, con khóc đi, anh đi mừng, đi mừng, anh đi cắt cỏ cho ai động á, về, về rồi đó. Anh tối ngày anh ở vậy á, anh khóc lóc mình. Dạ. Hồi đó cha con bệnh á, cha con cũng bị cái dây thần kinh nó bị chèn. Cha con cũng bị hư bên mắt kìa gì tới. Đúng rồi, nó đây, thiếu một con mắt này nè. Bị điếc con này nữa. Ừ, đúng rồi, một con mắt này nó hại qua trên cái này luôn. Hại dứt đầu này, mình thấy cậu Sáu á, mình thấy mình nhớ cha mình lắm. Đúng. 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 Thì cái cục này làm như ông trợ qua cô có cục. Đây là phía nhà sau của cậu Bảy nè. Đây là phía nhà sau của cậu Bảy. Người ta cho cái tấm đó hay gì mình lấy về mình dựng nhà tắm cho xin dạ. Xin là gì dựng đỡ nhà tắm. Dạ. Mình nhà cậu Sáu thì đi cặp bên hông nhà cậu Bảy. Cậu Bảy. Rồi. Heo này có heo gì vậy ta? Heo gì mà màu sắc? Heo bò. Heo bò á. Thiệt em mua bó rải cái gặp cô Khánh có nói gì Tư rồi. Con đâu có hẹn với dì Tư đâu, con vô đại luôn chứ con cũng không có số điện thoại của dì Tư. Anh Cường á thì còn mặn tẩm. Ủa mấy cái vỏ tế cao này đó, nó ở nhà rồi nó tách về nè con. Dạ. Tách đặng bán ha. Đây là cái vỏ của tế cao. À. Thì cái này là sao? Cái là sao gì ba? Cái này hả? Dạ, cái vỏ trái cao cái này. Cái vỏ này á là mình lấy trái cao rồi bắt đầu á cao già hay cao non? Già mình dạ. Á. Rồi người ta mướn mình á làm gia công á con. Dạ. Cứ 1 ký vậy là 500 vậy đó. 500 đồng. À, 500 vậy đồng. Vậy là mình tách cái vỏ mình đưa cái ruột cho người ta ha. Rồi cái vỏ mình lấy mình độn mình bỏ. Dạ, là cậu Sáu làm hả? Cậu Bảy làm cậu gì Bảy à? Nó vậy nhà dì Tư đây đó cô Khánh. Nhà dì Tư ở bên đây. Nhà của anh Cường bên đó đó. Bữa hổm mình đứng mình ngay cái vớn mình nhìn là ngay chỗ đó đó. Dạ. Rồi nghe. Đó. Chỗ mấy con ngỗng kêu cọt két á. Đó. Dạ. Đó nhà anh Cường. Đánh cái vòng. Đánh cái vòng. Bộ lần đi đường này nè, rồi xa rồi mấy cái nhà bên này nó có đường đi cái nó đi đó. Dạ. Còn chuồng bò bên đó là của ai vậy anh gì? Con của cậu Sáu. Dạ. Con ảnh nuôi. Dạ. Con nó nuôi à. Dạ. Nó giờ đâu nuôi nổi. Dạ. Cái thân cái mình mắc lo sao mình có đường luôn. Dạ. Phải vòng vòng đây á. Vợ nó cắt cỏ. Dạ. Vô. Còn đất ở bên đây là cái gì vậy? Gì ta ba? Của người ta. Của người ta hả? Cái căn bệnh của chị Út á mượn tiền. Rồi mới bán đất luôn. Trừ đó. Dạ. Trừ nợ đất luôn con. À là đất này hồi đó là cũng của tâm gia đình mình. À, của bà già, bà dạ. Ngoại con á. Dạ. Sao bán luôn. Rồi cái gì Út bệnh rồi bán đất luôn. Rồi bán cho trừ nợ luôn. Dạ. Hai bờ này là không rưỡi. Dạ. Mình bệnh rồi mình không. Đây là nhà của cậu Sáu. Nãy cậu Sáu mình thấy là cậu Sáu nói đúng đó. Thì cậu Sáu xây nhà rồi còn cái cửa thì xây không nổi. Ông không coi cửa. Tại nhà chú vô nó lấy hoài. Ông cửa lá khách. Còn cái con biết sao? Lúc đó dì ba làm mướn đâu dì ba xin cái cửa nữa. Dạ. Vậy là cái cửa người ta bỏ rồi dì ba xin. Đúng rồi. Cửa nhà tắm của Cường Quang đó con. Dạ. Đó nè ha. Dì ba cũng làm quét dọn. Quét dọn rồi dì ba hôn rồi. Quét dọn mướn tháng ha. Mướn ngày thôi, mướn tháng dì ba. Tháng. Mướn tháng. Dạ. Đó. Đó chị em là ta không có nói láo ai hết trơn. Thiệt hôm đó cô Khánh có cho em cái cửa. Hôm nay em mừng hết cái tiền thiệt. Bộ cậu Sáu xe chỉ hồi lúc trước cậu Sáu xe chỉ đó. Xe chỉ. Mận con thấy mẹ con ơi. Dạ. Xe chỉ. Đây là cái vàng xe chỉ. Hồi đó mình nhớ mình học lớp 6, lớp 7 là mẹ mình á là ở nhà có mua một cái vàng xe chỉ là mình nó đó lúc đó hình như 1 triệu, 1 triệu 2 gì đó. Đó, cái mấy chị em một triệu mấy mà bán rồi được 1 triệu cái này 1.1 triệu nè. Dạ rồi cái y hình vậy nè gì gì cái vàng của mình bằng sắt ha mới. Ừ đúng rồi, vàng của mình bằng sắt. Bằng sắt sao cái này bằng cây. Cũng nhiều cây rẻ hơn á cô Khánh. Rẻ hơn. Rồi mình đi học với vợ nào mình rảnh á cái mình ngồi mình xe mình biết xe đĩa hết trơn à, mấy này mình biết làm luôn. Con ra sao ra đi con. Ừ tham quan nhà cậu Sáu không chú. Trời ơi, ta nói nha, kỳ bão á, tiêu hết trơn, trời rồi nhà nước cho nè. Dạ.
Chỉ là nhà này là nhà nước, nhà nước cho. Dạ. À, 5 triệu. Dạ. Đây là xung quanh nhà sau của cậu Sáu. À, được mình thấy có mấy cái lần chứa nước nè. Vậy là còn mợ Sáu thì tối mợ mới về ha. Tối mới về con. Tối về ngủ vậy rồi ba? Bắt đầu ra đi mần kẹo. Dạ. Vậy là đi tối ngày chứ đâu có không nhà có ai dọn nhà dẹp trơn, dọn dẹp hết. Dạ. Vậy á. Đây là cái bếp này, bếp này còn xài không gì ba? Xài. Bếp này vẫn xài phải không? Đồ kia đó ở nấu đồ ăn. Dạ. Nấu cơm thì có cái nồi điện. Dạ. Nấu đồ ăn. Rồi. Vậy con ơi. Nhà cậu Sáu cũng giống như nhà cậu Bảy. Đỡ hơn nhà cậu Bảy đi chú. Dạ. Mấy giờ là đi gói kẹo rồi. 4 giờ mấy thì mà Sáu mới đi gói kẹo. Còn chẳng chó không tè. Không không, không không cũng có. Dạ. Cái dư rồi hay. Ừ. Dạ. Hồi đó là đây, tổng này có cái gì không? Dạ. Ngồi đi con. Dạ, dì Ba ngồi đây với con nè. Dì Ba ngồi đây đi. Dì Ba ngồi đây đi. Đi nghỉ đây đi. Vậy cậu Ba, ủa cậu Sáu được mấy cây dừa xung quanh đây, được mấy cây dừa cậu Sáu? Nếu mà tính ra chắc cũng được mười mấy cây à. Dạ. Là 16 rồi. Dạ. Với cậu Sáu cá con cậu Sáu có ở chung với cậu Sáu không? Nó có ở chung mà nó đi mận á con. Dạ. Rồi cũng tối về hết hay là lâu lâu mới về con? Tụi nó đi thành phố lâu lâu mới về. Dạ. Vợ chồng thằng đó. Còn con này á, thì nó ở đây tối về đây. Là cái chị con, chị hồi nãy hay là không, cái con khác, con của thằng này. Dạ. Cũng thôi chồng rồi giờ nuôi hai đứa cháu nữa. Rồi hai đứa cháu đi học rồi hả? Đi học hết trơn dạ. Con. Nó dạ. Đi hết trơn. Giờ có chồng rồi, nhiều khi nó nặng con cậu nó thẳng nhiều khi không phải nói chứ cậu thì lớn rồi tuổi cũng sáu mấy rồi. Dạ. À, giờ vậy giờ đây nó chồng sớm nó hẳn nó nằm chung với bên cái mặt cái chính quyền á thì hỏi cô Tư thì cũng không có dòm ngó ở khu vực này. À, như theo như là ở mấy cái vụ kia cậu Sáu đi làm mướn người ta đó. Dạ. Rồi nhưng như cậu rồi bị tàn tật đơn giản thì cũng có trong cái hội thương tật cái trong quyện đó thì nó dạ. Có mấy dạ. Chỗ khác còn bệnh đây nó không có quan tâm. Cậu không có không không có gì ở đây nấu chung con mần ăn thôi con. Dạ. Nhờ không bà cho con sai nhất tuna gì đó hôm qua mấy người lãnh á. Ừ. Nghe nói người 1.4 triệu mà ở đây có 750. Dạ. À, bữa cái cười gì tôi hỏi bữa có cho ra đi đèo không ha hỏi vậy đó. À, trời mua gạch ào ào đó mà nó than nghèo gì à, giờ trời con ơi. Con ghe gạch thì xe gạch rồi gì gì giờ là phải chơi giàu đó nhờ cô gắm ví dụ như con chở về xe gạch nè này, xe cát nè ha à, con giàu rồi đó à, ý người ta nói có tiền đi mua gạch này vậy mà than nghèo cái gì than nghèo gì là nhờ cô Khánh à, vậy là bữa người ta nhìn thấy dì Tư à, mua gạch à, rồi bắt đầu á người ta nói dì Tư giàu cán bộ nó giàu rồi có tiền mua gạch mua xi măng đồ sửa nhà mà nó nghèo chỗ nào nói là bên nước ngoài cô Khánh cứu trợ vừa bển cứu trợ cô Khánh cứu cho dạ. Chứ dì Tư mà có tiền ở đâu mà mua không đủ sống à, hàng đó, ngày đó, ở đâu có đồng mua gạch mua này kia dạ. Ừ. Con thấy cậu Sáu á cũng bệnh cũng không có được khỏe thân người vừa bệnh tim thở tim hai lá rồi bị mắt hư hết mắt rồi. Dạ thì mình thấy cậu thì cũng lớn tuổi rồi cũng nói chung là cũng có nhiều thiệt thòi cũng gia đình thì cậu gia đình của cậu á thì cũng khó khăn cho nên là em xin phép anh giấu tên em cũng trích ra một phần là 1 triệu của anh để em gửi món quà này tới cho cậu Sáu thì đây là món quà của anh giấu tên con gửi cho cậu Sáu thì hôm nay cũng nhờ mấy chú mấy bác mấy anh ở ngoài nước ngoài hôm nay cũng thấy gia đình của em cũng khổ thì em có hứa là lấy 1 triệu này thì em cũng lên thành phố em khám lại con mắt của em
đó, thì trước hết thì em cũng không biết cái gì hết, thì em cũng là chúc mấy anh mấy chị bà con cô bác ông bà được nhiều sức khỏe, lần sau này còn cứu những người hơn như em như thế này đó, xin cảm ơn. Em cũng xin thay mặt cho gia đình của cậu Sáu ở đây và gia đình của cậu Bảy ở đây, em gửi lời cảm ơn rất là nhiều tới anh giấu tên. Em cảm ơn tấm lòng của anh có sự chia sẻ, có sự đồng cảm, có sự cảm thông tới những người khó khăn, những người bệnh tật. Em cũng xin ơn trên cầu chúc cho anh và gia đình của anh được khỏe mạnh, được bình an, được hạnh phúc, và xin ơn trên chúc phước dư dật trên tài chánh của gia đình anh, để gia đình của anh có nhiều điều kiện giúp đỡ cho những người khó khăn hơn nữa. Em xin cảm ơn anh rất là nhiều. Với đây là tôi thì cũng như chị của cậu thôi, ngày hôm nay là ngày cũng là phước đức của cậu và gia đình của cậu, vợ con. Thôi giờ chị chúc cho gia đình em được sự may mắn và mạnh khỏe để sau này em còn làm những điều tốt hơn. Xin cảm ơn em. Đồ đó là suốt không có ngày nghỉ con. Dạ. Khi là muốn đi chợ mua đồ ăn mà cũng đi không được, tại vì hả mà hả đi là mất anh buổi. Dạ. Không đó, dám đi. Không dám đi. Đi. Dạ. Không dám đi mừng. Dạ. Đó, rồi không dám đi đâu ở nhà vậy, rồi dì ba đi cắt cỏ mướn nữa. Dì cắt cỏ mướn bán cho mấy người nuôi bò. Bán nuôi bò con mấy năm trước á. Dạ. Giờ không có cỏ rồi, dì ba không có cắt mướn nữa. Dạ. Đó. Hả đi mần rồi về á, tối một chút vậy đi cắt chừng 10 bó. Nó rộng quá hen chưa. Ừ, nó vậy đó. Rồi giờ đất điền cầm cố hết rồi, không dạ. còn nữa con ơi. Giờ chỉ còn á, ở với bà già để cái nhà thờ đó thôi. Là nhà nào, là nhà của dì Út ở. À, dì Út ở đó, dì vợ nhà hồi nãy con vô á. Xe đó là nhà của em của chị Lam á. Dạ. Còn hai đứa em á. Một thằng thì ở ngoài đi mần mướn ngoài Bình Dương á. Còn con này ở nhà với dì ba. Hồi xưa ở đây chắc đất thấp mà ruộng đồng đồ không phải không đồng, dì ba? Đồng, con nghe mẹ con nói. Đúng có. Dạ. Ừ. Con nghe mẹ con nói trong cái cục này nè. Ừ. Hồi xưa là đất không hả nói như vậy, khi mà hả dì ba gặp mẹ con dì ba biết. Dạ. Đó. Ừ. Hồi đó cục ngoại đi mần mướn với tụi dì đông lắm. Ừ. Cuốc khoai cấy đồ dữ lắm. Dì dạ. mỗi lần ra nhà ăn cánh mình đúng à, đúng la đúng mía nữa. Đúng, đúng mía đó. Dạ. À đi đúng mía vui lắm. Đó con còn nhỏ con không nhớ. Bây giờ đúng nhờ mười mấy người. Con nhớ mãi mãi cái khúc đúng mía, nhưng mà không nhớ nổi người đúng mía. Đúng. Đi lần mẹ con kêu là mười mấy hai chục người. Đi vui lắm. Đúng cái dần công. Nhớ qua đúng lợi người này lấy tiền lấy người ai dần công là dần công. Ở đây đúng mía vui lắm. Vui dạ. lắm con ơi. Vậy là dì Tư với dì ba cũng đi đốn mía. Đúng, đúng, con còn đây nè, cuốc khoai nha. Cuốc khoai là cuốc nha, nó xong rồi qua cuốc gì. Cuốc rồi từ đây chạy già ra lỗ còn chừng khoảng 10 tầm nữa hả. Là xong. Cái nó đứt cái giò gì nè, đứt hết hai gân này luôn. Ồ gì đạp lên học mía hay gì mà đứt giò. Nó gãi cái cuốc. Vậy hả? Nó gãi cái cuốc cái đó ra. Ờ nó ra vậy nè. Cái tấm em bạn con cậu con nhỏ này. Mấy cổng dì ba lên lộ. Lên lộ tao lấy máu đỏ vậy nè. Rồi lính nó đi công tác á. Nó thấy quá trớn cái nó ngừng xe. Nó bỏ lính lên chở về dì ba về trỏng. Kẹp hai chân nè. Dạ. Giờ cái giò này yếu nhất. Này đứt luôn cộng gân. Đứt cộng gân nè. Lúc đó dì ba nhiêu tuổi dì ba? Dì mới có 19-20 à. Dạ. Ừ. Còn nhỏ. Vậy hồi nào tới giờ dì ba không, ở vậy luôn với mẹ. Như vậy đó. Dạ. Lo cho mẹ em út xong hết rồi giờ ai cưới nữa. Dạ quá. Giờ ở vậy gặp con cháu nuôi dì ba. Đó. Đó nhiều cái cũng vui. Mà nghĩ lại nói chứ cũng con tâm thì nó cũng đau khổ lắm con à. Dạ. Khi vậy không biết rồi sao này đôi ba tuổi nữa không biết làm sao. Dạ. Đó. Giờ thì nói nào ngay đi đứng vui vẻ mừng gì cũng được. Rồi sợ khi già mình không biết là có qua đời tốt đẹp không. Dạ. Đó vậy đó con. Dạ. Nên là ráng để cố gắng để mà mừng có cái đức. Dạ. Để sau này mình là về quê cho nó thanh thản tâm hồn mình thôi. Dạ. Giờ đâu có ai còn ham giàu ham muốn gì nữa. Dạ. Thấy quá ăn trời rồi. Đủ ăn với này đừng đủ bệnh ăn nặng với mình khỏe khoắn trong người mình là được. Thấy gì ba? Đúng rồi con. Con biết là phải
năm nay ai đã nhờ em có mấy bà con nước ngoài về cho gạo gì bà ăn không á con? Dạ. Đó. Cho gạo ở ngoài nước ngoài gửi về rồi ở trên má con mấy năm trước gửi cho dì ba hoài có hết trơn bởi mừng nên dì ba là mấy tháng nay dì ba không có mua gạo cho em mấy lần là dì ăn được 3-4 năm đó vậy đó giờ cái dì ba nói nào nghe cho anh chục cái dì ba ăn được gần tháng đó ngay có lon à mà có nhiều khi ăn không hết chứ không phải là hết. Từ hôm cậu Bảy con tới nay là dì bà không ăn cơm. Từ sáng giờ chưa ăn hộp cơm nào hết trơn. Quá không mình quên cái không có con rầu ăn không được. Dạ. Nhớ bắt được cơm lên rồi bỏ là từ sáng giờ đâu có ăn miếng nào đâu. Mà sáng về muốn hai tách nước đá là đường không có uống ăn cơm nữa. Mổ tách nước quá trời gì đâu nhưng mà qua chết chết luôn nhỉ, uống nước không. Ăn rồi làm như cuối bữa không biết con thôi nghỉ uống nước. Không, tháng này mà có gạo để dành cất em qua tháng mưa. Không biết không vậy nha. Hai mẹ uống nước nồi rồi bắt đầu là nước ngập hết. Cái chỗ của cậu Bảy hen là đi lũng chủm luôn. Đó. Trời ơi, hôm đó con biết con chở nó đi nhà thương hen mà nó vòng hen nó đau hen. Trời ơi, nó khóc cái tôi hết biết luôn. Từ đó ra lộ. Mình cũng buồn rầu mà mình cũng không muốn chia sẻ mà đâu có chia được sẻ được đâu gì ba. Thí dụ như giờ á, chịu đứng dòm thôi. Giờ thấy con ginh bao lúa, súng nhà 2-3 người phụ. Còn bây giờ bệnh đứa nào nấy chịu. Đâu có chịu. Thiên thiên nghiệp cái này để vậy mà không được, không để chị Thánh rồi đi. Không được. Con mới đầu tiên cũng có. Bởi vậy con thấy chưa? Rồi giờ nó thấy khổ không? Bởi kỳ ba rồi còn gì nữa con. Bởi ông bà hồi xưa người ta nói mà ráng đi, ráng chờ có cái đức cái đặng sau này hưởng. Cơ hội này nè. Bà nói nhiều con biết thảo cô Tư mà cậu nói thẳng cậu nếu cậu chết nè, nhiều lần thấy cô Tư con thấy là mấy lần đó nó chết cậu mấy lần đi mà mướn con biết sao cái bụng hắn của cậu nó tự nhiên nó bự vậy nè. Dạ. Nó tự nhiên nó bự lên là nó xuống cậu rồi này kia nó ra dòm sớm rồi không cậu chết không. Dạ. Rồi bắt đầu qua chập đó rồi xong xuôi cái chập sau cái con mắt là lúc đó vậy là cũng hết tài sản luôn. Dạ. Rồi thấy cũng hay im rồi sao qua tận nữa nó móc mắt cậu rồi là mấy năm nay là cậu xuống sức luôn rồi bắt đầu có tim dồn dập nữa. Hồi lúc cậu không có phát hiện là vụ tim. Dạ. Như vậy nó cho tới ngày nó mổ nó móc mắt cho cậu á. Dạ. Thì bắt đầu bác sĩ lại nó đo huyết. Dạ. Áp này kia nọ cái con nhỏ bác sĩ có tướng cũng cỡ con này nó hô chú sao con nghi chú quá thôi bây giờ chú chịu khó ở lại đi con làm giấy tờ. Nó đưa cho chú qua bệnh viện ung bú nè. Dạ. Nó xét nghiệm máu rồi xong thôi mới đưa chú lên cái bệnh viện tim. Mà lên lúc đó lên là 4 giờ khuya là chú tại vì pha mắt đó cậu qua. Dạ. Mà tới là 2 giờ chiều nó không cho cậu ăn uống gì trơn, nó biểu mình lên cái máy gì mà. Dạ. Bước tới bước lui vậy nè con. Dạ. Đó bắt đầu chụp hình nó cái này kia nó hở ra rồi nó hô chú về cái gì cái chú cũng bình tĩnh hoặc đừng có nóng nảy hôn đừng cái gì hết trơn nếu chú ấy là hơi mệt là kêu con chở ra liền để chú chết bất kỳ tử. Dạ. Thôi chú vui chứ cũng chết mà buồn chứ cũng chết nữa. Vui cũng chết nữa hả? À, vui cũng chết nữa. À. Mấy cái vụ này mệt lắm. Ngồi. Thì mình vui quá mình cười á. Mình cười hoặc là mình mừng á. Cái trong đó nè hả cười cái bả đi luôn rồi đó. Dạ. Bả vui á. Dạ. Vui quá trong mình nó cũng dồn dập tim nó đập không kịp. Nhưng mà con á là con tự nhiên con giống như là con rầu con buồn quá đi. Là con thở không nổi. À con bị tim con vui con không có bị. Con vui là con không có bị. Con vui là vui cũng như con vui con không có cười giỡn gì buồn mình có cái chuyện gì á mình vui tiểu lắm vui. Cái mình cười cái quá trớn. Hơi mệt mệt nó không biết con làm như mà ai mà lấy kim mà đâm cậu vô tổng rồi bắt đầu đau mệt dữ lắm rồi. Nên cậu lúc nào trong nhà cũng có loại thuốc tim đó. Dạ. Thuốc tạt tim để suốt ngày. Dạ. Suốt đêm. Clip của Khánh tới đây cũng đã hết rồi. Khánh cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị em rất là nhiều. Dạ, em cũng cảm ơn anh giấu tên rất là nhiều. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới thiệt là vui vẻ.